Chiều 18 tháng 10, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Tư vấn Du học Savi tổ chức hội thảo tư vấn du học tại thành phố Pleiku. Du học nước ngoài hiện đang là xu hướng được nhiều phụ huynh học sinh quan tâm. Đây là hội thảo lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Gia Lai nhằm cung cấp thông tin về các điều kiện, quy trình, thủ tục hồ sơ, môi trường học tập và cơ hội việc làm ở nước ngoài để phụ huynh học sinh có cái nhìn thấu đáo trước khi quyết định đi du học. Thực hiện chương trình hợp tác giữa Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh và Công ty Du học Savi, đợt này, Trung tâm thông báo tuyển sinh du học tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan dành cho đối tượng là học sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sinh viên, bộ đội xuất ngũ nhằm giúp các em có thêm những lựa chọn và cơ hội mới cho tương lai.